Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Tăng Như Con. Thì hôm nay mình từ Phú Yên đến Hà Nội là hơn 1.000 cây số. Thì mong các bạn like video này để mình có động lực để mình sẽ ra nhiều video cho các bạn hơn. Để xong mình từ Hà Nội mình đến đây tầm mấy tiếng ta? Tầm hai, đúng không? Tính thời gian chuẩn là 2 tiếng đúng không? Đó, 2 tiếng. Ừ, 2 tiếng là mình tới đây mình gặp một bạn học viên. Để tập luyện và gia tăng phát triển cho cây thành công thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu, em nói to lên nha. Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Thành Công, mình sinh năm 2004 và mình đã tăng chiều cao được lên 4 cm Từ mít 59 đến mít nhiêu em? Mít 59 à, đến 64 à 5 5 cm, chính xác là 5 cm. 5 cm, từ mít 59 đến mít 64 là 5 cm. Đó. Thì lúc mới tập là em chia sẻ là em cao bằng ba. Vâng, ngang 3 tầm 1m58 1m59. Rồi Mẹ hiện em tại là em 52. hơn ba một khúc. Vâng. Mẹ em cao mét bao nhiêu? Mẹ em có biết 52 21. Năm 2 năm 1. Thì với trình cao thêm 5 cm đó thì nó diễn ra như thế nào, em có thể kể cho mấy bạn biết không? Lúc đầu tập em tìm trên YouTube thì tập 1 2 hôm thì chán, rồi sau lại bỏ tập. Xong mà lại tập được tầm 1 2 tuần. Nhớ vào group trên đấy thì có bạn tập chỉ cho tập cả sáng cả trưa cả chiều cả tối. Xong rồi người mệt mỏi, nhưng mà sau quyết định đăng ký gói tập của anh Nguyên để tập bài bản hơn. Và tập phát triển thành chiều cao thành công. Rồi thì em có cái tip hay là cái tip gì chia sẻ với bạn, ví dụ như ngủ sớm hay là vấn đề tập luyện gì đó mà em đúc kết được trong với trên tập luyện á? Nếu mà sau quá trình tập luyện khá lâu thì mình nghĩ là các bạn nên tập luyện mỗi ngày tầm 30 phút, 30 phút là quá đủ. Còn ngủ thì các bạn nên ngủ sớm từ 10 giờ sáng dậy đi học và vừa là 8 9 tiếng là vừa. Rồi thì em muốn chúc các bạn trong góp bí mật tăng chiều cao điều gì không? Thay mặt thầy giáo vào tất cả mọi người chúc tất cả mọi người trong group đều phát triển thành cao thật thành công và có sức khỏe tốt, sức khỏe thật tốt để phát triển. Bữa em chụp cái sụn là nó kiểu nó đóng gần hết rồi đúng không? Vâng, Là mình sắp hết thời gian rồi đúng mình còn 125 không? còn Theo như mình đoán là tầm 1-2 năm nữa thì nó sẽ đóng hẳn, thì nên tranh thủ chưa tập chưa lên được bao nhiêu thì lên, vất vát được thêm tí nữa. Thì mà không biết là ước mơ của em là 1 mét bao nhiêu? mơ của em là lên được 1m70. Không biết được hay không nhưng mà cứ Cố gắng. cứ cố ha. Vâng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé, tạm biệt bạn. Em